Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em cũng xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị các bạn, cả khán giả trong và ngoài nước đang hừng hực và rất là vui vẻ, phấn khởi, hồi hộp và xúc động chờ đợi ngày 29 tháng 9 năm 2024. Cái ngày đó thì chị Hằng sẽ xuất hiện giao lưu với mọi người trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến đến 10 giờ đêm. 10 giờ đêm là con số rất là ấn tượng các bạn ha. Con số 10 giờ đêm, 22 giờ đêm các chị ấn tượng ha. Trong cái việc này thì công tác chuẩn bị cho việc giao lưu hết sức là gấp gáp. Nhiều cái sân khấu tiền tỷ đã được dựng lên ha. Một số người nhìn thấy thèm. Thấy thèm tại sao xuất hiện như vậy mà tốn kém như vậy. Các bạn biết độ chịu chơi của bên phía Đại Nam rồi ha. Nhiều người người ta cứ mỉa mai không có tiền này kia nữa, thì ngày hôm nay em show cho các anh chị xem cái sân khấu rất là hoành tráng mà Đại Nam đang chuẩn bị lắp ráp lên để mà phục vụ cho cái buổi giao lưu anh chị. Các bạn đón xem sân khấu này nhiêu tiền đây đó. Sân khấu bị lớn đó, các bạn nghĩ nó bao nhiêu tiền? Sân khấu mà chờ đón rất là nhiều người à. Sân khấu này bèo bèo cũng vài chục triệu nha, nghe chị Lan nhà ta. Sân khấu này bèo bèo cũng vài chục triệu, có đến vài tỷ nha. Nói gì cho nó tức chơi các anh chị các bạn. Đây, sân khấu hoành tráng nha. Và cái thông tin thứ hai mà em đến với mọi người đó là cái việc mà bờ cơ kênh TikTok của bên Đại Nam nó bị người ta phá, và cái kênh nó bị phá lại rồi. Chúng ta sẽ giao lưu ở một cái kênh thứ hai, để em lên trên mạng em tìm cái kênh thứ hai rồi em gửi cho mọi người qua đó, mọi người đăng ký để kịp ngày 29 tháng 9 2024. Chị Hằng sẽ live stream nha các anh chị và các bạn. Hôm nay do em bận công chuyện cho nó không live stream với các anh chị và các bạn được. Các anh chị và các bạn có thể là xem clip nguội giúp em ha. Em sẽ phát clip nguội này vào chắc khoảng 9 giờ rưỡi. Các anh chị xem lại tiếp giùm em. Ok. Đâu người ta? Kênh Đại Nam đâu bạn? Bây giờ phát quá nhiều kênh này, thôi chị qua kênh bên anh Kiệt Tấn Đạt cái đi cho nó dễ. Các bạn chờ em một chút, mặc dù là chuẩn bị rồi nhưng mà tự nhiên lên chương trình nó lúng túng anh chị các bạn. Trong quá trình này thì chúng ta em đang reset trên video clip cũng không xem được. Các bạn chờ em tí. Các bạn biết sau khi chị Hằng xuất hiện thì sẽ vấy lên một cái số bộ phận xúc phạm chị Hằng ở ở quá khứ ha. Trang Vina này kia, Thám Tử Cao đâu bắt đầu nó len lỏi rồi, Bảy Gà nữa ha, nó lợi dụng vào lượt cái việc làm từ thiện này nó xúc phạm chị Hằng. Thì tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này chị Hằng không có trả lời nó đâu, trả lời làm gì nữa ha. Mà chị Hằng phải sẽ dùng chị Hằng sẽ dùng pháp lực để làm việc với tụi này ha. Đây cái kênh kia ủa sao kỳ vậy ta, cái kênh này kênh khác nữa, cái kênh kia đã bị khóa rồi không biết ai vô phá. Thôi thì em giới thiệu kênh này. Khu du lịch Đại Nam kênh top top hả, để em tìm thử xem. Tạm thời thì các bạn vào cái kênh này trước đi, chuyển hình giùm em đó. Tạm thời thì các bạn vào cái đường quét mã đó, thống to không được đó đó, KDL Đại Nam
để em quét thử xem, em lấy cái điện thoại em quét thử xem coi coi vào được không. Không được các bạn ơi, quẹt cái màn hình không được, dùng điện thoại quét cái màn hình không được, cũng hơi tìm thôi. Ok, chuyển màn hình giùm em. À, như vậy á, là cái kênh cũ của mình chị Hằng đã bị ai phá rồi ha, cái top top bị ai phá rồi. Đây kênh này nè, chỉ xuất hiện một video clip duy nhất, nhưng mà cái tên đó với tên này nó khác nhau, do đó là bên bên khu du lịch Đại Nam đã chuyển thành thành cái kênh khác. Đây đây là TikTok của bên kênh du lịch Đại Nam đây. À, các chị các bạn, đây đây là bên đó up lên cái sự việc mà kêu gọi đồng bào các tỉnh phía Bắc nè đó, thì kênh này cũng kêu gọi mà chúng ta là vào cái kênh TikTok khu du lịch Đại Nam, tôi hồi nãy nhấp vô là kênh, vô kênh này. Còn cái hồi nãy lên trên mạng á là đó khu du lịch, bấm thử coi coi nó ra không. Không phải kênh này, kênh khác. Cái kênh này kênh thứ nhất, còn kênh khác nữa, mà cái mấy cái tên mới tạo đó rất là khó vào cái thì các bạn. Như vậy là bên phía Đại Nam nên đưa cái đường link lên ha, đưa cái đường link lên để mà chúng ta biết, chứ còn để như vậy thì thua. Các bạn thấy chị Hằng mới có thông báo xuất hiện thôi thì một số người chống đối rồi, trong đó nổi bật nhất là Linh Lan nha, mà chị này bắt đầu đổi cách xưng hô với chị Hằng, kêu anh chị và xưng ông xưng bà rồi, chứ không phải giống như trước khi bằng thằng bằng mày. Cái việc thay đổi cách xưng hô này có giúp cho chị ta thoát được cái sự việc chị ta vu khống Đại Nam ăn chặn tiền từ thiện ha, và rửa tiền hay là không. Tôi nói các bạn á, là chị này á, giang sơn nghĩa đổi, bản tính thì khó dời nha. Đâu rồi, đây chị ta thay đổi cách xưng hô của chị Hằng. Đây gửi bà Nguyễn Phương Hằng, ủa sao không kêu con với kêu mày nó đi ha, cùng chồng Quỳnh Duy Dũng ha, sau đó là kêu bằng hai vợ chồng anh chị. Ủa ngon ha, nhưng mà cái việc thay đổi cách xưng hô này không giúp gì được đâu nha. Cái chị ta tung tin nè, phải chi anh chị không còn một khoản nợ 9.200 mà 2.880 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, thì việc kêu gọi từ thiện tôi không ý kiến gì, vì vậy sợ thấy nhiều tiền anh chị lại nợ nhiều tiền mà chị đang nợ chú trộm nên tôi nhắc các anh chị điều sau đó. Các bạn thấy không, chưa còn cái bằng chứng nữa, bằng chứng này mới quan trọng. Hôm trước tôi chạy cho các bạn đây đây đây, ủng hộ trực tiếp cho người đang nợ một khoản 2.800 tỷ, còn các khoản nợ khác nữa chưa tính, nổi lòng tham mọi người. Ủa hột sò cá gỗ cá ký đâu, ủa tôi thấy ngộ thật, cái sự việc người ta làm kinh tế với sự việc sổ đỏ đăng ký liên quan gì, và các doanh nghiệp nào dám dỗ ngực xưng tên rằng tôi không có nợ ngân hàng không đó, người ta vu khống rất là nhiều, do đó chúng tôi phải lên tiếng, chúng ta nói người ta thôi nha. Đây chị ta mở miệng ra là bảo rằng á, việc kêu người dân đến Đại Nam vui chơi giải trí rồi đóng tiền đồ đó vào các hòm tiền đặt khắp nơi trong khu Đại Nam là lợi dụng kêu gọi từ thiện để trục lợi nè, các bạn thấy không? Trong khi Thủ tướng Chính phủ kêu gọi người dân là chung tay góp sức ha, lá lành đùm lá rách.
Đây, vỡ mộng khi Nguyễn Phương Hằng kêu gọi từ thiện. Đó. Chị ta tự động chị ta đây. Tiền chuyển vào viện phản như mặt trận Tổ quốc làm kìa cô ơi, chú Dũng hãy để cho người dân đến khu quê chơi ủng hộ người dân miền Bắc được kiểm tra số tiền của mình có trong danh sách gửi đi miền Bắc hay. Cô Nguyễn Phương Hằng cùng chú Dũng kêu cô ha, đút túi riêng. Có thấy không? Hai giữ lại 4 ngày 2 tỷ để trả chi phí vận hành, Đại Nam mỗi ngày lỗ 500 triệu đồng. Cái này không phải vu khống như cái gì. Đó, lỡ rồi tôi quay màn hình cho các bạn xem, lỡ nó có xóa gì chăng nữa thì không xóa được nha. Đây, 3 ngày trước không có chỉnh sửa nha. Vài bữa nữa nó chỉnh sửa là biết. Cái sự việc á, chị Hằng muốn á, cái sự việc á, mà chị Hằng muốn á, cho mọi người vui chơi trong khu vực Đại Nam là ý của chị Hằng, cũng muốn ai cũng cũng có muốn ai cũng cũng có thể là vui chơi trong đó mà họ ngại, họ không 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 có tiền thì vào đấy. Còn cái sự việc á, họ ngồi ở nhà họ nhắn tin cho bên mặt trận Tổ quốc cũng được, vậy mắc mớ gì họ phải đến Đại Nam. Các chị suy nghĩ thứ không, suy nghĩ cái lời của con Lan lại nói như vậy có đúng không ha? Người ta ngồi ở nhà ta ủng hộ cũng được, vậy mục đích á, là cái coi khán giả của mình, khán giả của mình được bao nhiêu tiền nghe chưa các bạn, khán giả của mình được bao nhiêu tiền và ủng hộ bên 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 phía mặt trận Tổ quốc là do lời kêu gọi của mình được bao nhiêu. Người ta ý ý người ta muốn là như vậy á. Ừ, tôi Nguyễn Phương Hằng lên kêu gọi coi được nhiêu, của ít thì lợi ích, của nhiều ý là như vậy. Còn cái việc mà ông, cái ông á, ngồi ở nhà cái ông nhắn tin sao kê gì cũng chuyện bình thường đúng không. Người ta muốn vừa giao lưu với nhau vừa cho khán giả có tiền có bạc, có gì mà các ông mà nghĩ người ta tham ô hối lộ rửa tiền nữa đó, thì những cái hành động như vậy là hành động vu khống người khác nghe anh chị các bạn. Khi mà chị Hằng xuất hiện rồi á, tôi nói các anh chị và các bạn á, có nhiều vấn đề để nói ha. Trang Vina cũng mem gán, cố gắng phân tích và theo trong cái khuôn khổ pháp luật gán phân tích ha, gán gán phân tích như vậy đó. Thì em nói với anh chị và các bạn á, một ngày nào đó cũng đi giống như Hằng đi mà thôi nha, quá cố thành cố quá, cũng 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 phải đi thôi, sớm sớm hay là muộn cũng cũng phải đi thôi các chị các bạn. Thằng Ni mà thạc sĩ luật đang học lên tiến sĩ luật ha, luật một bụng, quay qua quay lại cái xúc phạm người ta, đưa viện nghiên cứu người ta, tên thật người ta là gì, chồng ta làm sao, đưa lên trên mạng đọc công khai luôn, họ cái video clip đó có vi phạm pháp luật hay là không, ai cho phép làm vấn đề đó hay các chị, ai cho phép. Bây giờ thì Đại Nam cứ không cần phải làm gì hết, nó làm gì kệ nó, để các YouTuber nha lên phản biện đám này, chị Hằng cứ trả lời với khán giả thôi, tuyệt nhiên đừng nhắc gì với nó đó, tại vì nhắc đến nó sẽ là cái cớ để nó bảo rằng chị Hằng đáp trả nó ha. Hổng rày nó dùng cái cớ này để mà lên lên để mà khiêu khích chị Hằng, thì mong muốn rằng trong cái ngày sắp tới 29 tháng 9 2024 chị Hằng chỉ giao lưu với khán giả mà thôi, chơi chơi chứ không có trả lời đó để làm gì, nó là cái quái gì mình chúng ta phải trả lời không, cái tụi ấp ơ này mắc mớ gì thì phải trả lời chúng nó. À, do đó thì có thể là bên Đại Nam sẽ mời chị Lan lên nha, chị Lan lên để giao lưu cái sân khấu hoành tráng quá nè. Đó, sân khấu hoành tráng quá 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 hoành tráng nè. À, đẹp không? Vậy thế đẹp không? Có gì thấy đẹp không?
Trời ơi, thân khóc tiền tỷ. Nó tiền tỷ cái nó đâu nó chửi mình nữa à. Nha. Không tiền tỷ thì cũng vài trăm triệu. Nha, đồ chịu chơi của chị Hằng là biết rồi. Hôm đó rất tiếc là em ở xa chứ em ở gần là không say không về luôn. Em ở xa quá. Anh chị các bạn, em ở xa quá. À, thấy cái sân khấu này còn như là đám cưới các anh chị các bạn nha. Ok, một lần nữa em cũng xin cảm ơn và tấm chào cả nhà đã đến với buổi livestream này. Chúc cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Em xin kết thúc cái bài phân tích tại đây. Bài phân tích này sẽ phát lại. Các bạn cố gắng nghe giúp mình nha. Cảm ơn các bạn.